Tiếp tục cập nhật, Chelsea đang dần tìm lại phong độ với lần đầu ghi 4 bàn kể từ tháng 3 năm 2022, trùng hợp là cũng trên sân Turf Moor khi họ thắng 4-1. Lần này Burnley cũng không tránh được kết cục thua đậm khi Chelsea giải tỏa được tâm lý. Raheem Sterling ghi dấu ấn vào cả 4 bàn, còn tân binh Cole Palmer cũng tỏa sáng, giúp đội khách thắng trận thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường. Nếu chỉ tính ở ngoại hạng Anh, đây cũng là lần đầu Chelsea thắng 2 trận liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2023 thời Graham Potter. Kể từ đó, họ đã 3 lần thay huấn luyện viên mới lại đạt chuỗi thắng, từ Potter đến Bruno Sauter, Frank Lampard và giờ là Mauricio Pochettino. Tuy Chelsea thắng đậm, vẫn còn hơi sớm để nói rằng họ đã trở lại, khi diễn biến hiệp 1 cho thấy đội khách gặp nhiều khó khăn. Họ thậm chí thủng lưới trước khi tiền vệ 19 tuổi Wilson Odobert sút chìm chéo góc từ bên trái cấm địa, ngay trước mũi giày của Mark Cacurella. Trận này Cacurella được xếp đá hậu vệ phải không đúng với sở trường khi anh thuận chân trái. Chelsea khan hiếm cơ hội sau khi thủng lưới, nhưng họ bất ngờ khi được bàn từ tình huống có phần may mắn. Từ quả tạt của Sterling bên trái, bóng đập trúng hậu vệ Amen Andakin bay cầu Âu về lưới Burnley. Bàn này là nền tảng để Chelsea giải lao với tâm lý tốt hơn. Từ đó, đội khách lột xác trong hiệp 2 để ghi thêm 3 bàn nữa. Phút 48, Sterling dốc bóng từ bên trái vào cấm địa và bị hậu vệ Vitinho phạm lỗi. Palmer được giao nhiệm vụ sút phạt đền và anh đá chìm về góc phải, đánh lừa thủ môn James Trafford. Đây mới là bàn đầu tiên của Palmer ở ngoại hạng Anh, dù anh đã 2 lần vô địch cùng Manchester City. Đến phút 65, Sterling đích thân ghi bàn, lần này xuất phát từ pha cướp bóng C.